Hello. Xin chào ngày mới tại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Chờ Vlog nha. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái tu viện Vạn Hạnh ở tại thủ đô Canberra. Thầy Hòa Thượng Thích Quảng Ba này là cái người ngày xưa ở tại Bulawayong lập ra cái đoàn để cho thanh niên phụng sự mà phụng sự cho đồng bào rồi kia. Thì đây là những người mà cựu đoàn sinh với đoàn tại Bulawayong và Sangay BC. Bulawayong Mã Lai nữa, nó Malaysia nó mới trở lại cái nơi chốn giống như là về nguồn vậy đó, về cội nguồn vậy đó. Không để các bạn mất thời gian, mời các bạn cùng Hiển với Phó Bếp đi vào viếng kiển chùa tại Canberra rồi mình gặp Hòa Thượng để trao đổi đôi điều. Mời các bạn nha. Sao ngủ vậy? Sao bóng ngủ vậy? Nè. Ồ, con nó đẹp quá này á. Ngủ đi khớm nè. Cái này hình như dễ trồng á, tại trồng một gốc nó nhảy ra hay sao á. Con nè, ngủ dễ. Đẹp. Dạ, mô Phật. Dạ. Thưa Hòa Thượng, nó như thế này là tại vì tụi con có mở một cái kênh YouTube để quay này, chia sẻ lên mạng vậy mà. Thứ nhất, dạ Hiển Chờ Chờ. Đó. Cái này cô Tâm Lạc cũng nói hoài, nói trời ơi con ơi sao mày lấy cái tên gì nghe vững vàng quá. Nói dạ không sao. Nó cũng sao với buổi đời nhiều người thích. Dạ, dạ nó cũng có ai nghĩ sao nghĩ. Tôi nghiêm túc quá, dạ. Nhưng không có lạ. Rồi bây giờ con đem hai cây để mà con tặng cho chùa. Bác một chút gặp con đạo hương. Dạ. Đạo tiền. Dạ. Tụi con muốn trồng luôn con với hỏi họ hướng dẫn cho cái chuyện trồng ở đâu trồng. Hồi nào tới giờ đó là mình chưa từng thấy trái chanh này luôn á các bạn. Nhưng mà điều vừa rồi Hiển có đi một cái vườn cây, bạn bán mấy cây chanh này là được có 3 cây ha. Mà khi Hiển lấy rồi không biết hai cây chanh còn lại có ai lấy chưa không biết. Cái tên của nó là Bàn Tay Phật. Nghe Hòa Thượng nói theo cái từ Hán Việt là Phật Thủ. Phật là Đức Phật, Thủ là tay. Thành thử ra nói cái từ Hán Việt nghe rất là hay, Phật Thủ. Hôm bữa mình hỏi cái ông Tây bán cái này là ông nói Bồ Đà Hen, ông ra giấu cái tay. Nhưng mà tại vì họ viết tắt, họ viết chữ bụt không à, thử ra mình không biết nghĩa gì. Thì thật sự ra cũng là một cái duyên, thì mình hỏi Hòa Thượng chứ Hòa Thượng có biết cái cây chanh này không? Hòa Thượng nói hồi nào giờ có nghe tên mà chưa thấy. Thì mình có nhã ý là tặng cho chùa, thì Hòa Thượng rất là mừng, nói là rất là mừng. Tại vì hồi đó giờ nghe nói cái tên của cái cây này mà chưa từng thấy. Cái này cũng là cái duyên, tự nhiên mình đi quay clip cái mình mua được cái cây chanh này, cái xong cái giờ có dịp đi tới chùa luôn rồi mình mang tới đây để mình coi chỗ nào để mình trồng. Đây. Một cây chanh với một cây ổi, mà cây ổi này là sorry bạn Hiền hứa cho nó mà lâu quá nó không lấy rồi thôi bây giờ. Mình gỡ ra đi, nó cũng hơi bị nóng rồi đó. Đây. Tìm một ít cây nhà lá vườn. Được 4 trái mãng cầu cuối cùng ở nhà Hiển với một mớ ổi. Nghe nói quý cô ở đây cũng thích ăn ổi. Rồi, bây giờ bưng vô để tặng cho thầy. Cái ổi có bông luôn rồi nè các bạn. Có thấy cái bông không? Cái bông ổi đâu rồi? Đúng cái gì? Có cái mà chanh. Nè, cái chanh cũng có bông nè, thấy không? Hai trái nữa luôn mà. Không, thầy nó kêu bao nhiêu đây nè. Cái này có một ít trái cây ở nhà con. Dạ, ở nhà trồng ổi. Là cái cây mãng cầu nhà còn đúng luôn. Ổi thì chắc mình không cúng được, mình lấy mãng cầu thôi. Dạ, ổi để đi ăn thôi. Nè, ở nhà con có ổi con bọc giống như vậy nè. Đó, tới lúc mình hái xong mình mới gỡ cái bọc ra. Cái này là con rửa xong rồi đó cô. Hái lên cho cô coi được, mà mốt cái ổi này nó có trái rồi cô bọc giống như vậy. Chắc ở trên này chắc sợ nó không nè. Tại vì trời đến này nó lành lắm. Dạ con nghĩ chứ là con không sao, qua tới mùa hè là nó có trái à. Không, còn sót 4 trái này chứ không thôi không cũng nghịch mùa. Dạ con để vậy đúng không con? Trên giữa hai. Để đây trái rồi. Bên kia trái hả con? Để con dời qua. Dạ, vô đây hả con? Dạ, xin vệ sinh đây.
con tắm này luôn à, ngủ ở đây. Ôi đẹp quá vậy. Cô chuẩn bị gọn vậy á. Dạ dạ. Rồi được rồi. Đó vậy thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã đến chùa, giờ cô cũng vừa chỉ giờ cái phòng để tá túc đêm nay đây. Cái phòng 3-4 giường. Đó, mặc sức ngủ. Đó, vậy mà cô nghe hòa thượng nói bên nam niên riêng, nữ riêng cô. Nam nè. Dạ. Nữ bên kia. Nữ bên kia hả? Vậy là 4 người con phụ chắc nam đó. Ở đây. Đủ rồi cô ơi, 4 nam vậy là đủ rồi cô. Má tối có một người tới nữa. À có một người tới nữa hả? Dạ dạ. Để phía sau này đi. Cho nó vui, cho một người nữa. Ờ. Chắc cái đây được rồi nè. Đây. Đó, quá tốt rồi. Trời ơi. Ấm cúng rồi. Ơi ơi con dễ lắm, con ngủ dưới đất cũng được mà. Đó mà ngồi nhấp. Đó, phía dưới này có sẵn luôn ha. Dạ. Dạ rồi để đi cô ơi, chừng nào tụi con ngủ tụi con sắp xếp cũng được. Đó. Cô ở đây lâu chưa cô? Dạ còn 4 năm. 4 năm vậy là hồi đợt mình sinh hoạt đợt trước là không có cô ở đây. Năm 2014 một lần cũng ngủ ở đây. Đây bên đây là phòng của nữ. Tối nay ba mẹ con ngủ ở đây. Đây, bên đây cái giường đó nè. Lên cái với lại cái ghế bố này. Đó, ba người ngủ ở đó là im rồi đó. Nào nhỏ nhỏ thì ngủ ở đây. Nào bự bự. Các bạn có biết không, năm 2004 khi mà mình lên trên này mình sinh hoạt chung với thầy với chùa năm, trên này đó. Năm 2014 chứ không phải là 14 quên. Thì thầy có đưa anh em vô trong này ngủ, tại vì cái này giống như hòa thượng cất để mà cho Phật tử đi hành hương ha, là phái đoàn rồi đi đến viếng chùa đó mà. Họ có cái chỗ để nghỉ ngơi. Nó có mấy khu là như dạ. Hồi đợt mà mình đi vô sinh hoạt thì có A, B, C, D đó gì đó. Dạ. Theo Hiển thấy trước đây ba năm Hiển có lên một lần. Thì thấy lúc đó chùa cũng đang làm, bây giờ là sau 3 năm thì cái tiến độ xây cũng hơi chậm, tại vì các bạn biết cũng phải cần kinh phí này kia mà. Nhìn thấy ngôi chùa cũng sắp xong rồi. Ôi ơi, có cái bông vàng nè, nãy giờ mình chạy trên lề mình thấy cái bông này nè. Quá trời đẹp luôn quá. Ở đây là mình thấy là hòa thượng đang xây cái bảo tháp nè. Bảo tháp thì phần trên là xong rồi, còn phần chân đế thôi. Đó. Không biết có đóng không, tại vì xài chưa xong không có cho đi cái đó. Mà không đóng thì nó đi cũng không được, cây cỏ nào cũng chưa có khai thông. Đứng đây mình quay cũng được, tại vì chùa đang làm á chưa có xong còn dang dở nó, cho nên thầy phải rào lại để cho an toàn đó mà. Đây cái hàng rào quá đẹp, thấy chưa ha? Cái bông sen ha, bông sen ngay chính giữa. Ồ, cái cổng chùa đẹp ghê anh ha. Đây là cái cổng chính của ngôi Tam Bảo tu viện Vạn Hạnh nha các bạn. Nhưng mà thì tại vì trong cái giai đoạn mà còn đang hoàn thiện đó, thành thử ra thầy chưa có khai thông. Nó sau này rồi chắc có lẽ là sẽ đổ đá, đổ đường, đổ lại cho nó sạch sẽ. Để đọc coi hai hàng chữ này. Đọc ra không? Vạn hạnh trải thời trải khải trải ờ trải nghìn năm thân thành công thăng Phật long đạo vững hoàng chứ không phải hàng hoàng đạo, hoàng đạo vững nhà nam không hiểu luôn à. Đạo sáu nẻo nhập bồ đề. Trời ơi hay quá, mọ hồn ra. Ở đây thì cũng còn đang xây cất dở dang nè các bạn. À, lúc sinh hoạt đoàn đó, đó mấy anh chị diễn văn nghệ đây nè. Là lúc đó chưa có để cái bức tượng hay là bàn thờ trên này, cho nên mấy anh chị diễn ở đây này nè, vui dễ sợ luôn. À, bữa lễ Vu Lan chắc thầy có tổ chức ở đây nè, còn cái chữ lễ Vu Lan kìa. Mình cũng không biết, tại vì đang xây dựng chưa có xong, mình cũng không biết. Đây nè, còn mấy cái cửa chưa có gắn vô nữa nè, thấy không? Cái này là cái lõi của mấy cái cửa này các bạn. Đó, chưa có gắn kịp nữa. Hồi lúc sinh hoạt á,
thầy cho đốt cái lửa trại này nè, coi còn cái dấu tích của mình đốt lửa trại không vậy. Đốt lửa cháy quá trời đây nè. Cái đường lên đó là lên trên tầng trên là chánh điện ở trên đó các bạn. Nhưng mà mình đi hiện tại bây giờ là còn đang xây dở dàng đó. Đó. Vậy là ở dưới này chắc mai mốt là làm cái hội trường, còn chánh điện chắc ở trên. Trên đúng rồi. Phật tử tề tụ là cúng kiến đội trên, còn dưới này là để sinh hoạt. Ừ. Ăn uống hả? Giống như cái hội trường vậy đó. Đây nè, cái này là Đình Hưng Long, Bình Định. Nice to join. Yep, very nice. Yeah. Beautiful. Yeah. Did you do it? Yes, my brother's in Vietnam. Yeah. I've got brothers in Vietnam, they made it. Yeah. Sorry, I'm a bit... Cái này là phía sau chánh điện đó, chánh ở chỗ phần trong này là chánh điện cũ các bạn, còn phần sau này là phía sau cái chánh điện cũ. Cái này là cái tiểu cảnh rất là đẹp luôn á. Điểm Long đẹp ha, có cây này giống như cây u du của Việt Nam mình vậy á. Trời, cây này thấy vậy chứ hồi nhỏ mà bị đòn quánh bằng cây này cũng đau lắm. Cái này mới đúng là sen đá mà, sen mọc trong đá đó, đúng là sen đá, thấy chưa. Đây, cái này là khu bi đó, khu bi đó à. Khu D hồi xưa tủ bánh khu D này nè. Dạ. À, thầy làm có khu hết trơn à, lúc trước tủ bánh khu D này nè, nhớ quá à. Tới đây nhớ mấy anh chị rồi đó, tới ngủ đấy không biết lên trên có đúng rồi, có từng phòng phòng vậy đó. Cái nhà bếp thì đâu, góc bên này nè. Còn hồi đó thì bên gom lại hết trơn thì ăn bên đây. Cơm đây nè. Ôi ôi, bông đẹp đẹp nữa đây nè. Đây nè. Đó, lúc trước là mình sinh hoạt xong mình tới đây mình dùng cơm nè. Nếu mà đông đông là phải tới đây dùng cơm nè. Đất lành chim đậu, chỗ này hiền. Ôi ôi, cái gốc có thấy thương không? Cái gốc nó giống như củ sâm vậy đó. Kìa, cái củ giống như củ sâm vậy. Quá nhiều luôn á. You're doing a good job. Oh, thank you. We have perspex to cover this and we put seeds in it. So they grow early. Because in winter, too many frosts in Canberra. It gets too cold. Kills everything. Yeah. So growing season is very short. So you put things in boxes with clear lids and they can grow in the cold, you know, just cover them at night. Yeah. Gia đình Phật tử vận hành. Cái chỗ sinh hoạt mấy đứa nhỏ, mấy đứa trong gia đình sinh hoạt á. Là cái đó gọi là đồng quán. Quá xá là lớn luôn. Đây nè, ôi ôi, cô trồng rau cải này nhóc luôn nè. Sao vô được? Ai, cô để đồ ăn ở đây, với con chim nó vô đây nó ăn. Thấy không? Hàng chi anh thấy nó bay quá trời. Quá trời kìa. Cái con quả. Ôi ôi, cô trồng đủ thứ rau cải trong này hết trơn nè. À, thôi các bạn, giống như gà mình nuôi ở Việt Nam vậy bạn. Hay ha, cô chận từng ô lại đấy, cô trồng rau, trồng kiệu, trồng đồ. À, dòm xa tưởng rau răm ai về quệ cải nè. Ôi, bên này rau thơm nè. Cải rồi này kia nó này quá trời tốt, cái đất ở trên này tốt thiệt luôn á, nhìn thấy là biết rồi. Có rau húng lủi nè anh. Ừ, đây cải xanh nè. Nó ăn hết cái này trồng tới cái khác, ăn hết này trồng tới cái khác, không biết cái này cô có cải bằng dưa không biết. Đó nè. Quá đã ha, quá chừng luôn. Nó không có bị mùa đông, có lan nữa kìa thầy, để lan quá trời kìa. Xay cô xay gì đừng có gì mình đi lên luôn khỏi cái vị ấy ha. Đúng rồi. Cái này khi trời lạnh thì cô với thầy kéo mấy cái tấm mũ lên kia lại, nó ấm thì dở ra. Đây. Cây này chắc cây đào quá. Đào hoa táo gì đó. Ừ. Bông đẹp. Đẹp ha.
À, các bạn ơi, vừa rồi Hiển vô VIP dẫn các bạn đi một vòng ở chùa tu viện Giàn Hạnh để mà mình tham quan cho biết đó. Sau khi mà tắm đồ này kia rồi mình sẽ dùng cơm với hòa thượng với quý cô ở trong chùa. Rồi Hiển sẽ ghi lại một chút hình ảnh đó để gửi tới cái đại gia đình mến yêu nha. Trong cái hành trình vượt biên của thầy thì cái giai đoạn đầu là thầy có cái thầy có một chút công đức là thầy làm được 4 đoàn thanh niên Phật tử 36, 37 năm rồi đó, từ năm 85 tới nay. Khi lên đảo 22 tháng 3 thì chắc có lẽ trong cái tháng 5 trước Phật đản là thầy lập đoàn thanh niên cho Bi Đông, đặt tên là Khuôn Việt ha. Hy vọng là các con cũng học được lịch sử, có nhớ cái ngày Khuôn Việt là ai không? Dạ. Khi mà chuyển qua tới Sơn ABC đó thì theo cái trào lưu đó thì lập thêm, mặc dù thầy ở Sơn ABC có 6 tuần thôi là đi định cư qua đây, nhưng mà cũng lập tức là lập liền một đoàn thanh niên một tuổi nữa cho nó cho đều đó, cho nó chuyển qua đó, tên là Quảng Đức. Quảng Đức, dạ. Cái lúc đó là thầy còn trẻ lắm, mới có 28 tuổi thôi thì dạ. chưa tới 30, 39 năm về trước. Thì bây giờ là thầy 69 nè, hồi đó là mới có 29 thì bây giờ là ngoài cái vấn đề trẻ ra thì thầy cũng rất là ưu ái tuổi trẻ. Thầy nghĩ tương lai của đất nước cũng như tương lai của Đạo Pháp là tuổi trẻ, nên các bác thì đương nhiên là cũng quý, nhưng mà được như được phải tập trung hướng về tuổi trẻ nhiều hơn. Cái thời mà của tụi con khi con qua là năm 87 thì cũng lúc đó sinh hoạt cũng giống như làm lính thôi, mới có là huynh trưởng của phân đoàn thôi. Rồi con mới qua bên sang ABC con sinh hoạt, đâu được khoảng năm mấy gì đó, mà lúc đó con đi diện Mỹ, cái Mỹ nó xù. Thì Mỹ xù, con với một vài người bạn cũng trong đoàn trở về, nhưng mà cái bất hạnh của mình là cái diễm hạnh của những người khác. Trời, mấy anh em ở đoàn sinh ở bên Bi Đông mừng quá trời mừng, tại vì lúc đó bên Bi Đông không ai biết cái gì vấn đề sinh hoạt này kia. Thấy tụi con về có mừng quá. Ủa, Mỹ xu là về tới lại Bi Đông à? Dạ. Không phải là ở trại à? Hồi xưa họ đưa mình qua bên Sài Gòn BC để chờ phỏng vấn, gặp phái đoàn 3, dạ, phái đoàn 3, phái đoàn 4 gì đó. Xong xuôi rồi mà nếu bị xù họ phải trả mình về lại Bi Đông. Rồi lúc đó tụi con sinh hoạt đoàn sinh cả trăm mấy, 200 người đó thầy. Nói chung trại tị nạn sông UC nó chặt á. Dạ. Số người đông mà nó chặt thành gần với nhau, dễ kêu gọi nhau. Chứ tụi con hòa trộn với nhau một tốp thì nói mấy thầy dạy giáo lý rồi này kia. Rồi tụi con cũng lòng vô đó văn nghệ, cải lương rồi cho mấy anh chị em có cái tinh thần rồi giải trí mà. Rồi tụi con lên rừng đốn củi rồi này kia, rồi kiếm. Nói chung là miễn là cấp, miễn là huynh trưởng tháo vát, dạ, chịu khó nhọc, chịu hy sinh thì đoàn nó sống cũng được tốt. Rồi dạ. Đốn củi mà thấy thì lúc đó thì mình giờ không có còn biết cái gì hết. Kiếm có tiền đựng cho chùa mới có tiền sinh hoạt chứ giờ làm sao. Bán một bao vậy đó 5 đô Mã Lai, tụi con đi một lần mấy chục đứa vậy. Đi giác vậy. Một vài việc nữa đặc biệt là thầy nhắc cho là trong lúc thầy ở Bi Đông chỉ có 6 tháng rưỡi đó, nhưng mà thầy làm được hai việc mà nó thành một cái lệ sau này. Thứ nhất, tổ chức công tác xã hội, tức là mượn mấy em huynh trưởng của gia đình Phật tử Long Hoa với đoàn viên của mình thanh niên Phật tử đi xuống ở dưới các lán trại đó là xin đồ ăn dư của những nhà giàu có thân nhân nước ngoài gửi về nhiều quá, ăn không hết cái đồ họ cho, rồi mình gom lại mới đi phát lại cho những người thiếu thốn. Gọi là con bà Phước, con Mực, con bà Sơ là không ai đi xăm nuôi đó. Tụi con cũng tiếp tục làm vậy hoài. Đó là thầy bày ra đó. Dạ. Chuyện thứ nhì là tảo mộ. Dạ. Tại vì chôn sơ sài rồi mưa gió nó lấp mất rồi. Có những cái chôn gần trong rừng cây nó mọc nó trùm lên là coi như mất dấu mất tích. Cho nên thầy tổ chức trúng cái ngày dịp mà Vu Lan là thầy còn ở đó. Cho nên trước Vu Lan nửa tháng thầy phát động cái phong trào đi tảo mộ. Tảo mộ thì nhiều người tham gia chứ không phải riêng trong Phật tử không. Người đồng bào họ nghe họ cũng cảm động. Nên ai cũng kiếm phương tiện, cái cuốc, cái gì chia làm 3-4 nhóm đi, gọi là nghĩa địa nó làm 3-4 dạ, tại dạ, đó. Khu rê, CBR gì đó. Chính thầy đi cũng có giác. Dạ, tụi con cũng đi, khu F hả? Mình lên thông báo nhờ đọc và tổ chức cùng tất cả lên chùa cùng lễ Phật xong mới đi. Đi rồi ở chùa ráng kiếm đồ nấu nước ra đàng hoàng về cho họ ăn, là nó thành một cái sinh hoạt vui nhộn, dạ, còn có ý nghĩa nữa. Dạ. Nên đó là cái hai cái chuyện mà thầy làm được đó. Khi mà thầy rời đảo đó là mấy trăm người gửi thơ mà đồng mình qua đây chuyển giùm đó. Dạ. Thầy qua đây thầy lãnh tiền xã hội mấy tháng đầu để đi mua tem dán gửi thơ cho thằng Phật tử không chứ, chứ đâu có được sợ đồng nào xài đâu.
thì vừa rồi mình đã dùng cơm với thầy với cô đó xong xuôi rồi tâm sự với thầy một chút. Bây giờ trở về phòng đây nè. Đó, rồi đêm nay thì ngủ cái phòng nam thì sẽ có 5 người. Cái gia đình mình 4 người nam với thì một anh hay một em gì nghe nó cũng có người đàn ông mà không biết lớn tuổi hơn Hiển hay nhỏ nó chưa biết thì chưa tới, tới 8 rưỡi 9 giờ mới tới. Đó, thôi thì clip đến đây Hiển xin phép kết thúc nha các bạn nha. Hẹn các bạn sáng mai để theo dõi tiếp Hiển không biết làm gì nha.